nhớ rồi xin dạ ya tao ya o bé tao tao yêu kế cho kế exercise nữa ya nuna của sao mà là phải được bé cả bé cho tao tao yêu kế lại cho khỏi tiền nhớ bé tao tao yêu kế đến đó này chị u đồ bé ý bé chỉ cho sao exercise khỏi thì auto mù u đồ bé ngừng gần lấy ya u đồ bé thử thử bé sao cho exercise này chị mình rồi ý khó lửa nhua đồ bé này ya chị cũng sao gặp bé họ tao tao cho thì cho nên thứ báo lại nó là hay dạy rồi ya cho nên họ chỉ tao báo nó là nên họ là cỡ kiến thức cụ thế này ya cho họ cụ là cụ cụ ý ấy tuổi ya ta là cụ ý ấy tuổi nên tao tao vừa kể nè do trời kể exercise nó vậy thì ơi you exercise nó chỉ nửa chủ tao mua đi này này nó đấy à ta chỉ thi thi này chỉ khó chứng thi này cũng chỉ học đi bế sản thôi thế này nhớ rồi nè bế tự nên là rong xếp giải tỏa nên là thiệt nu nói giờ vấn thi chỉ nè giờ nu nói giờ vấn thi sai rồi ạ tại vì chỉ nên học sao bón thôi ta sẽ gì mong sơn gió sao thế cho mình cả ta sẽ gì mong sơn gió này chỉ nu nói giờ tớ cũng sao thế nu nói giờ cũng đủ số tung chỉ ô hả lừa là cái liền cứ chụp bao anh đi bắt hết tôi của họ nó nằm thế chứ là bắt hết tôi dạ chị dạ thi ý này ạ dạ thi ý của bé tao tao vừa kể sau kể exercise này ạ bé tao tao thì do bé nó rong mỏ tao cả bé exercise này ạ chị nhiều ô đồ bé trò này ạ bé tao tao liền đó này chị ô đồ bé phải dùng 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 mỏ này ạ dạ ô đồ bé chỉ cắn nó nè lấy theo ý bé chỉ cần nó ổn định thế khó là bé cũng chỉ cần nó thế nào ôi cho nó ôi cho mà giang các bác khi này dặn nó mình đi cầu lúc cầu thì nè ôi cho nó nên bác của đâu tiêu chạy dễ dễ của cái thầu của lo nhau trẻ này cũng chỉ cho bao văn thi thì thế này nhở ta chỉ mà chọn lòng nó nên sao của chủ tao hay văn thi thầu lúc sợ của lo live này chị của thi thì nên bác của hơi trong này dặn của thi chỉ yếu kế lý nữa à thằng đó cũng yếu kế nên thế hay của này dặn chị nên thầy của cũng cái này chỉ yếu kế à chị dặn thi nữa này chị này bé to to để bé bên nó mò bên một exercise ta bên nó mò nó chỉ bên tao bên ở trong cái trọ lấy tiền nhưng bên nó mò ta bên exercise này chỉ nên chỉ ba chi này tao bên tao tao liền đấy chỉ ở bên chỉ cản nó mò này ạ tao có tiền bên giờ chủ tao nó của hai đứa này tiền dùng một tiền này giờ chủ một exercise giờ này một exercise liu bắt đầu thế exercise ta nó giờ tiền này exercise này giờ này chủ tao nó ý giặc khổng này ạ ý khó khổng chọn giờ một đồ bla này ạ lời chuyện đó tao ăn được cái nói như tao đã xin dọn chỗ thì chỗ có gì sao nói cho không và nửa mua tên mình yên đi thì nửa mua cho nên tao muốn chế nên tao thêm một cái gì nên tao nè cho nó có gì sao nói xin à họ lì già không lì rau lô nhiều tết khó đi lô thế giờ không có gì chua chua xin à ấy một protein xin này ấy rong xin à chỉ nói như chúng một tên mẹ chị này ạ ồ thì có thể cho mừng lắm phải rau lắm ồ ok có nhớ tới chờ chưa cũng nhớ sao tới chim cá đấy cũng nhớ central time á tao hỏi tiền bé nhớ sao tới chim cá mà nó mua ngồi đi bé là do bao lúc sẽ để thế này vậy thì cũng nhớ trong đơn ra này lúc sẽ đơn ra ui nhớ hậu đôi sao tới chơi thay đi chấm lo tới chơi nhớ là họ đôi ly lử tới chơi nên chơi tới ở dưới sẽ ở dưới sẽ rõ thế vậy giờ thì ó ở bé tao tao vừa kể cho exercise giờ chị giờ bé ngày cá sẽ để giờ thì bé no không cá gì thì nhớ mua đồ bé mua là hồi tiền mua rõ to này vậy bé tao tao linh đó này, ta chỉ thì tiền này cái nữ chi ở linh đó, không có gì cái gì mà ta cũng hay có gì nó không có gì cái nữ gì mù ở chỗ xem này, cho họ thấy có nó mù hay có cho nó xí ở đó rồi, vậy là cũng hay cho nó xí lợi thiệt, nó chỉ nữ cũ vừa tự làm mù lợi thiệt, tiền xí có chỉ xí này chỉ nữ chế chỉ muốn nữ convert mù ở chỗ là xứ này, chỉ lấy ra tiền thì chỉ đi mua bé chỗ cắm mỏ rồi xứ này, xử lý chả cái gì tiền đó này ạ, lấy anh chả xe tiền đó xem nào, cho nên ôi bây giờ chả nhìn nhìn này ạ, khả năng hay không bé chỉ xả tao ạ, bé chỉ xả còn nước mua chữ đó bé lũ chén đan chung này ạ, chị cú mà cũng muốn được xả rồi lũ lũ sao, giờ thế này cho ôi này ha, xả tao 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 cho nó này cũng nông tốt được cú đó, khỏi thì cú chỉ xả cả cú thả luôn lên đầu thế nào, đầu tiên thầu cú là thả luôn này chị, nửa trong cú hai luôn lên đầu chị, nửa lên đầu nè, thầu cú là hai lái đi nó này chị cũng hai đôi này thì cú như hai lái chỉ lái luôn cho chơi nữa, đâu khỏi thì yêu cầu cú hai lái luôn cho chơi, cú chỗ video xưa cũng muốn được chia chia tan cho rồi, lấy cú chỉ đi hai chọn chia luôn cho chơi xưa mà tao đã chỉ như thế. Cú lo lại lên nào lỡ này cú như ở chủ tao hay detail này ạ thì nhưng chỉ detail một từ thôi ta chỉ xử lý trả lời những tao hay lúng tao này thì cú chẳng hay detail gì đấy thì hay ảnh tao này ạ thì khả năng hay không à nếu xin đấy được cú thiết này ạ nếu xin đấy là cú cỡ ok thiết này ạ khó thiết bé ạ khó thiết bé và bé à bé bên cái xe tao tao vừa kể cho cái exercise giờ đó chị này ạ giờ bé tao tao thì giờ thì bốn nè này ạ bọn này là ở exercise này chơi chơi là dùng một cân này ạ một cân này bây giờ bây muốn ngang này chơi bây giờ một cái cân xù lô thế nào nè bây tao tao dùng cái linh đó nè nếu bỏ tao tao linh đó thế nếu bỏ chai thế nếu bỏ một cái u bây exercise bây giờ bây mua cân chơi bây chịu cầu lô nè
bây tao tao lên đó bây yên gà xe tao tao lên đó vậy nếu ở bây à bây chỉ sợ sẽ sợ thế này à tại thế bây chỉ sợ qua hẹn hẹn này à bây để cháu qua hẹn hẹn trái bây mua cắn cái chung câu ta chỉ của hai đứa này thì à bây bọn này là chỉ luôn tu như chỉ bây lo bây như chỉ mua cho họ muốn ở nếu muốn mua cắn thế nè có qua hẹn một từ là như chú ơi có chót chữ ơi có chót chữ có mua cái yên biểu biểu mà sổ lấy cái yên nói cho khủng protein một ba có mua cắn xứ này cái yên bỏ mềm mềm thế mà bỏ mềm mềm sao họ hiểu cho chính năng là chỉ như mua cho họ muốn ở nếu mua chẳng thế nè chỉ là mình chỉ sẽ chỉ là mua thế ta bây giờ bọn này chỉ bây chỉ mua son chai này à son chai chắc thế nè son chai cái chi exercise này à cái chị ấy sẽ dạy nhiều nhiều ý của hai chị sẽ có mua cho nên nên tới nhân bán này ạ thế nói là sẽ có đun chu này chị yêu chúng tôi sẽ xài này ạ yêu chúng tôi sẽ xài cho lúc chị này ạ sẽ xài cho lúc chị thiết tên nhân bán chứ bữa thì xin chữa chả là như chú ở đâu bé một cái đi xong này ạ cho nhiều xe sao còn đấy còn gì mua ạ còn gì mua ạ có thịt bao này ạ dạ thịt bao của bé to to dù kế cho kế exercise do thảo bé tao tao thì giờ bé u u bé vô lỡ giờ bé chủ bé chơi exercise nè còn nói với họ bé bé mua cho cái xả lên đó nè hay là ô của tao lúc đi của vô kia chơi của chủ lô chơi ta lô nè của cầu hú của vô chơi của chủ lô ta lô nè như chỉ tao nè tao có thể cái có nhìn hú nó bé plua bé plua bây giờ ấy có chỉ là u ta có vô lỡ ấy có chỉ u lỡ chơi có như là trắc trò sao nè tao có thể giờ có chủ lỡ cái chỉ nó lỡ nó mà cũng vô thì những người vô ra thì xí thì có chuyện đi nuôi nó chứ có gì chuyện đi nuôi ua này à thì khả năng khác thì bé thì chủ tao nhỏ ua có bé tao tổ chức bự nhẹ exercise lấy nhẹ ua có tự hư này à đó có điều có vừa to có ai có ua có vừa có chủ sứ đang chơi cú lo cú nhưng xã có lấy lên đó thế sự à trong có lý thắt tế có tiền gì chủ lấy ít khó lựa tiền gì chủ sứ na nếu chúng mới ra lên đó à yêu chủ tao xuân hú xuân hú na thiệt khả năng vậy khó cú xã có nên sao focus lấy nên sao muốn xã muốn cho thì à, u có yêu sao na, nè xã thì yêu u chả có nó cá nhân rồi này, giờ tiền nè xã li nó này, tiền nè yêu chủ tao u xuân nô rồi, hay giờ nè xã thì yêu u có yêu này, tiền nè phu u chỉ muốn lưu tụ kinh tài ra, u chỉ lưu tụ kinh tài ra này à, tiền nè u đâu yêu cái câu ra thế này à, u đâu câu ra đâu cái à u exercise thế lo thế này à, còn gì mua à? Còn gì mua yêu yati tao, ô bé là yati chi yêu kê yati chi yati chi ô bé tao tao yêu kê cho kê exercise yêu chi bé tao tao để bé yêu chu ua gọi mó ít chê này à yêu chu ua gọi yêu ít chê mà mó a chi là hai đè mó tên tay ta na mà thi ô đô bé yêu tao này à là yêu đè thi ô đô bé healthy tao na để thảo nè kê nè cũng chỉ thằng khăn đỡ này à giờ này giờ cũng thứ hai thuộc loại sẽ xài lô lấy giờ cũng quá chỉ nó cũng như hai đứa này chọn lâu nè chứ sáng giờ này chọn lâu của tao lấy giờ chọn lùa lấy giờ chọn này chừng nhục con beginner ô nhục con là pi exercise lô lấy giờ pi long kế nó cái như rồi nè của hai đứa này thì này chúng long tu khen này à long tu khen thì cũng lúc chế nữa tao bảo đi trả xin nè giờ này giờ này là chọn cũ nè ai cũ ai cũng thứ này nuôi exercise nè thì này chỉ sau uli cũ nè số một thì cũ push up cầu thi thì nè này ua chỉ lấy ở còn nuôi nó giờ này nhục con là pi sư nè chị nè ô chị tao này à giờ cơ ô xuân nu rồi ok rong cơ giờ rong một cơ ô xuân nu vậy rong hàng rong rong này giờ thấy thứ này ô nên mua chữ bự ô tao xuân nu rồi vậy giờ coi rong sắp lờ như vậy là hồi đấy giờ ít coi chuối riêng ô rong sắp lờ đó nè nè nhớ nè tao tu chữ bự nè ai sẽ xài nè đó họ đây nè ô đó nè chỉ bông nha giờ thiếu ô đó nè nó cái như rong nè họ này hết khẩu đó nè rong hàng này à chị giờ tiền nè thấy thứ này bị cái nợ nhiều có pí xí nè thì sau một sáu li tuổi tự ô chân li là bên trong là rồi nè sau một sáu li nữa nè nè giờ chụp bao nè tụ khen nè giờ hay thì cứ lú chế nè giờ cứ ô lại giờ chỉ lấy cậu thi giờ cứ ô lại bé thi xứ nè nè giờ thì nên là giờ thì ô chỉ lấy bé thi là ô ở thi xứ chỉ ô trả nè giờ thơ nu rồi giờ thơ rau có ô xứ nè giờ cứ hai đứa này thì sau một tụ khen giờ dù nông dù tụ khen nè giờ dù ô còn nữa hậu xứ nè ô còn dù hậu đi dù lú chế xứ nè giờ thì khả năng như họ cái nó họ lấy dạng câu theo cái nó họ lấy như chúng ta qua cả trời má má nhờ ba mẹ cho nản nó ô rồi đồ nản nó ok to mẹ mẹ mỉ lan nó ta cho mẹ mua nó ok ok ô to mẹ của qua đi cầu nấy sủa ít cho cầu gì cũng lo ok ta chỉ quá tôi mới nhớ sợ vậy à, dàn gì một khó thiết trâu này à, do khó cơ đúng không nói à, khó thiết trâu này thì à, ui, các bạn, ui, ít số lần là nó bự, lần nó rơi bị lỗ bốc cỡ đấy, ok, ta chỉ cú nhau tư vấn, ok, cú nhau đâu,
Oh, okay. Còn gì muốn nói khó thì do thì bé cho bé tao tao điều kiện này, bé tao tao thì thấu lúc sửa bé cho không giờ này, bé bọn nhỏ mà bé chủ chỉ sợ sẽ xài nữa. Nếu bọn cái chuyện đó, nếu bọn một khó xài nữa thì tiền nó cũng chỉ thường khăn đó hết mà, thì tiền nó cũng chỉ thường khăn này, hay thì giờ dụ cho không giờ lại giờ dụ chỉ sẽ xài nữa. Okay, là sao nào? Là nó nào? Okay, là nó ăn thì là lại. Okay, 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 ăn nha nào. Thì thầu bé cho không giờ bé như chuyện sẽ xảy to á, khỏi trong chơi cũng như hai đứa này thì bé cho không giờ là bé như chuyện sẽ xảy to, bé như chuyện qua tàu chưa bé bé yêu chủ tàu qua chọn gọi là hồi thì bé khám cho bộ lấy bé xì thế nào, trong khi thầu bé cho không giờ này thì nếu mua nên đau dạ đâu bé chỉ xì nhỏ này dạ thì bé yêu chủ tàu qua bé hai dạ tàu qua nè, trong khi lúc chơi đó này thì lúc chơi qua là hồi thì bé má ok à oh. Thì thầu bé cho không giờ nó mà giờ lúc chơi là hồi thì bé cho alum này giờ bé cho alum đó nên nên tự tu nè chị u đâu dù bé hai giờ mua kệ thì ý bé bao tờ lưu học thì ở tu mù bé lâu thì bé chỉ sẽ sai nè chị lúc chơi giờ lúc chơi bé chọn trà lỏng nè mà bé hai giờ tàu sẽ sai nè giờ chị mua trâu giờ nó đâu nên son chuột nên được khen tiền nè nè nên còn chỉnh tàu tàu đi no đó là giờ nên thứ tàu tàu do lợi nè giờ à u đâu à u đâu à chị sinh chuột vậy sinh chuột nên từ khi đẻ xén nên bỗng một giờ nó cú là cú như thế tức là ít chữ tao tao đi nó thế nè để xem mà riêng nó là chị tao tao chỉ giao đi nó lại à nửa cú nửa chỉ giao đi nó lại nè nửa giao khó nửa giao khó giao lại nè vậy nửa tao tao giao khó giao và chỉ giao đi bắt đầu giao khó hay cho trâu vậy nè vậy vậy ít giao bé tao tao thì bé vừa bé cho nó mỏ ôn để bé sẽ xài ôn để cho bé trâu lại hiện tại tao áp bé nó mỏ sẽ xài ta bé nó mỏ giờ bé vừa trâu này khó thi ở tao mồ nó chị giao bé nó giao bé tao tao thì ít là bé tao tao giao kế thì giao bé nó cái gì nè chị nửa ôn bé mua giao nè bé tao tao giao kế còn nó chỉ giao đi được khó thi bé tao mồ nó chị bé tao tao thì bé bao nhiêu bé sẽ xài giờ bé có một cán lô ví dụ như bên ga cho u cho nó u tiền này vậy u bên trên trăm ba một cánh tiền này vậy bên chị nhà này vậy bên tao tao vừa kể lên đó là một trò khó tiếp lâu này vậy do bên tao tao vừa kể hay thì thầu bên vừa lời vậy bên chị tạo quân gì là nó bên tao tao vừa kể thế này còn nó chỉ là một trò khó tiếp trí này vậy bên vừa chủ tao sẽ giải bên tao tao vừa kể thì bên vừa chủ tao sẽ giải hết cả mọi chế ta mà thế li u bên vừa tao này bên tao tao vừa kể thế còn này là một trò khó tiếp lâu này vậy bên tao tao vừa kể hay thì lúc sửa bên cho không giờ lời vậy bên vừa chủ chỉ cho exercise nó vậy, bên cái xe tao tao vừa kể trâu dạ này nó là, nhưng chúng mua lì dạ theo, ta chỉ còn nói là trâu dạ và cú ấy tôi tự tao tao đi nó ha nhở, thằng đấy nhở, dạ chị lúc nào cũng mất khỏi nó chứ phải đâu bé đi nó vậy, ấy là tiền mới mua đã chi nó lo nên mà lý nông chắc hai tôi được cú theo comment cho họ nó vậy, bé mà lý xí thả gì lúc nào chị khó like nó chị trâu này chỗ này họ xài xài vừa xí ạ, lấy gì tiền này họ cái xe vừa kể đâu kể exercise nữa. Bên mà xin chỉ đưa lử đại lai nè, tao còn quá nhiều nhiều sợ chứ, xí thả xí tao chưa vô là vậy, bên mà xin chỉ đưa thế, ôi cho nên là cổng của.